dẹp hết cho ta. Ơ kìa Hoàng Thúc, sao Hoàng Thúc lại nổi trận lôi đình? Trần Quốc Toản, cháu thật là ngang bướng mà. Hoàng Thúc, cháu ra mặn trọng tội khi quân, đã không tin lời dạy của Thánh Hoàng. Bến bình thản ban phán lời vàng, hoài văn tuổi còn thơ chớ liên can chính sự. Hải loa còn hậu thần tính bộ khang, còn chuyện nước non đã có người lo liệu gì mà cháu vẫn ngang nhiên chống lại. Ta chẳng thể nào giúp cháu được đâu. Bởi lũ xâm lăng bạo tàn bạo ngược, khiến đại việt ta phải lao đao mấy lượt. Quốc gia suy vong thân vô hữu tranh, thì chẳng lẽ nào con lại điềm nhiên? Ta khá khen con có ý chí kiên cường, nhưng không thể xem thường quốc pháp kỹ cương, tụ tập gia nhân ôn luyện công quyền. Tội tình này có thể dung tha. Hoàng Thúc, tại sao Quốc Toản lại không thể được luyện binh cơ chứ? Vì tuổi của cháu còn quá nhỏ. Trong khi Thanh Giống chỉ mới vừa lên ba, theo tiếng gọi của hồn thiên sông núi, đã biết bật dậy xin vua giết giặc, đời sau mãi lưu truyền là Phù Động Thiên Dương. Nhưng tuy cháu tuổi 15 nhưng cũng còn biết căm hờn, sống với ách xâm lăng chẳng khác chia cảnh gông xiềng trói buộc. Hay, hay. Thật chẳng hổ danh là con cháu nhà Trần, niềm kỳ vọng của giang sang đại việt. Khi quách loạn mới thấu rõ tôi trong có gia bằng, mới chi tưởng người con tạo quốc toàn dân còn tự nhân chứ đây hoài bao việc bảo trợ gian cứu lấy nước non nhà. Đại việt trắng đôi trời chúng cùng lũ gian tà, cháu nói đúng lắm, cháu cũng như ta đang ngùng ngục giữa hờn cấm, để đốt hết hận thù hung bạo, bóp nát quá trăm tỏ khi bắt người trong vùng dạng khi tiếng đông mà bất bất kiên cường. Xin dâng lòng ghi các lời sẵn son, dấu trong gai cháu đây xem thường, để nêu chi hùng sáng danh đời nước Nam. Ngày khói binh tàn trên quê hương đất mẹ, khung khai hoàng ngân giang hóa lòng con ước ao. Thưa Hoàng Thúc, mẫu thân đã giúp cháu theo trên ngọn đại kỳ, sáu chữ vàng như nung nấu thêm bầu nhiệt huyết. Phá cương địch, báo hoàng ân, giết giặc dữ, báo ơn vua. Truyền tướng đại kỳ. Giặc thù xâm lăng gieo bao nỗi kinh hoàng, nhìn người giang nam trong lớp binh lang tràn, dấu cho ốc thơ nhưng lòng còn đầy hận thù không tan. Thiết thân đáp đền giang sang chẳng nài, nỗi gương tiền nhân nơi gương tiền nhân đúng đứng nặng mang, trung quân nặng mang. Dầu cho tung đổ máu đào thì không kiếp nhường, dọc ngang chiến trường đầu sơn vàng. Phát cường địch, báo hoàng ân. Xin mời nhận xét của ban giám khảo, xin mời giám khảo Bạch Tuyết. Là ở trong cái nghệ thuật truyền thống rất rõ, tức là thượng là cái tay mình thế này, là tổ quốc, là những việc lớn, là chánh pháp. Và người thì cái tay mình như thế này. Và những điều xấu tiêu cực, kẻ thù là tay phải như thế này. Thì như vậy là Đại Việt là tổ quốc, đúng không? Đại Việt không đổi trời chung với lũ gian tà. Đâu cứ làm lại xem. Đại Việt chẳng đổi trời chẳng chung, đổi trời chung, chẳng đổi trời chung với lũ gian tà. Gian tà phải thấp hơn một chút nữa. Gian tà nó phải đi xuống. Cô Bạch Tuyết đang nhận xét cái tiết mục ở trên mà Quang Linh ngồi đây
Quang Linh thấy thích quá, bởi vì mình được ngồi ngay bên cạnh một cái pho sách bách khoa toàn thư và học được rất là nhiều thứ. Quang Linh cũng giúp được cho mình nhiều thứ lắm qua cái cách mà cô nhận xét. Về tiết mục thì chỉ có phần đầu lúc vào hình như có vẻ là hai bạn không được tập trung lắm, cho nên có bị quên tí xíu một vài chỗ. Còn lại sau đó thì đã nhập vào rồi. Khi bạn hát, bắt đầu bạn hát cái hồi nãy Xuân Tình lớp 4 phải không ạ? Xuân Tình lớp 4 là... Là giá như em hát chậm lại một chút thì nó sẽ hay hơn và Don sẽ theo kịp hơn. Em thấy là khi đưa qua Don là bắt đầu nó rối liền. Đó là cái ý kiến của tôi. Còn nói về tổng thể thì các bạn làm rất là tốt. Don làm như vậy là anh thấy nó rất là tốt rồi đó. Phải khen thêm Gàn nữa, tức là em lên một cái tông gấp đôi và không phải ai cũng có giọng như thế mà nghe nhẹ lắm cô ha. Tức là bạn ca như thần, nghe nhẹ như bông vậy đó, thiệt. Và thưa quý vị, cặp đôi Lê Văn Gàn, Đồn Nguyễn, giám khảo Hoài Linh 9,5, giám khảo Bạch Tuyết 9, giám khảo Quang Linh 9, 27,5.